cái này chắc lúc gỗ còn non ha. Cái này mình cũng như là mình chuẩn bị nó thôi. Dạ. Rồi mình sẽ làm kỹ lại sao. Đại khái mình thấy cái nào mình để nên để những cái chuyên đó mình để dài cỡ nào, ngắn cỡ nào. Ví dụ như giờ dòm căng này em thôi nhà nó dài quá. Ôm yêu quá. Hai anh này tôi nói hai gà rất ngắn lại. Đừng để thấy nhiều gian hai cái ta lên. Nó không hay ở cái điểm này. Để bớt cái này. Nhìn vô cái cây đó, cặp mắt mình nhìn từ dưới góc nó theo cái thân nó đi lên, chứ đừng để mà mình nhìn cái thân lên trên này cái mắt mình nó không theo cái thân mà nó là đi theo cái anh này. Thấy không, anh em thấy cái đó nói sơ như vậy chắc có lẽ là anh em nắm cái ý nó rất hay. Chi phối tầm nhìn thấy không, mình đừng bao giờ mình để một cái chin hay là một cái cành nào đó mà cặp mắt mình không có theo tới cái thân từ dưới đi lên trên để theo đi ra cái tàn. Cặp mắt mình đi nửa chừng cái là thấy cái anh riêng này tự nhiên mắt mình phải đi theo cái anh này mà nó không theo cái thân. Nên mình thao tác trong cái cây mình làm chi mình nhớ để cái thân đó. Chứ cả dưới này nó còn những cái thân léo tan như này. Cái này mình xài mãi mà đi không bao giờ để thấy một cái